các bạn đã chờ lấy kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, mình đang có mặt buổi trưa tại thị trấn Mỹ Xuyên để chia sẻ một tình hình ở nơi đây cho cô chú anh chị xem như thế nào. Thì Thanh mời cô chú anh chị cùng đồng hành ở Thanh ở nơi đây. Thì bây giờ mình đang ở ngã tư Phước Kiện của thị trấn Mỹ Xuyên. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng xem nha. Bây giờ mình đang đứng ở trên ngã tư Phước Kiện các bạn. Của thị trấn Mỹ Xuyên, bây giờ mình đi dọn một vòng ở thị trấn Mỹ Xuyên như thế nào nha. Để cho cô chú anh chị xem. Điều rất vắng vẻ. Rồi bây giờ mình đi học cái vòng nha. Đây bạn con. Đây bây giờ mình đang có ngặt tại ngã tư Phước Kiện các bạn ơi. Rất vắng vẻ luôn. Cả các quán xá đều đóng cửa các bạn. Đây đường này là hướng về ngã ba của Mỹ Xuyên luôn. Mình đang đứng ở ngã tư. Mình đi dọc một đường ở này lên dòng ở thị trấn Mỹ Xuyên cho cô chú chị xem. Hôm nay buổi trưa giờ này rất vắng vẻ luôn các bạn ơi, tại vì có chỉ thị mới của chủ tịch tỉnh thì tình hình ở đây bà con mình rất nghiêm túc thực hiện cái chỉ thị mới của chủ tịch tỉnh vừa ban hành, nên là bà con mình rất vắng vẻ. Có vắng tanh luôn nha các bạn. Đường ở thị trấn Mỹ Xuyên. Hôm nay là mình đang đứng ở trước cái đường vào khu thương mại của thị trấn Mỹ Xuyên các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi về hướng ngã ba của Mỹ Xuyên các bạn. Đây là trường cấp 3 của Mỹ Xuyên các bạn. Đều đóng cửa tất cả, không có đến để mà.
trước mình là ngã ba của Mỹ Xuyên rồi. Hoa nở rất đẹp luôn các bạn. Đây thì bà con mình ở trong khu vực trắng này là rất để làm theo chỉ thị 5K của Bộ Y tế các bạn, cho nên rất là an toàn. Ở đây là trường trung học cơ sở. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào khu vực chợ Mỹ Xuyên các bạn nhé. Cứ quẹo vào chợ, đi vào chợ một vòng để xem nó giống vẻ như thế nào các bạn. Đó các bạn thấy khu vực này bây giờ rất là gió. Đứng đây ở ngã ba của thị trấn Mỹ Xuyên các bạn. Tất cả quán cà phê đều đóng cửa. Hôm nay thì vắng hơn chiều 30 nữa các bạn ơi, đường phố hôm nay. Đó thì đóng cửa cho các bạn.
đây là phía trước tới đầu đồng chợ thì còn có một vài chiếc xe để xuống hàng giao cho cung cấp cái lương thực cho huyện đó các bạn, mấy cái xe để đi giao đồ. Đây là đường này cũng giống luôn các bạn ơi, thường thì giờ này cũng ở chỗ này cũng rất là đông luôn, ở trung tâm của khu vực chợ. Cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc cô chú anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giờ hãy nhớ thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế để cho bảo vệ mình và bảo vệ chính cộng đồng. Bây giờ xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau của anh nhé.